anh quay gần này. Đó, tay em không hề bốc cái tay nhá. 16 cân. Này. Đây nhá. Uy tín luôn. À, nó ăn dòng 0.07A. Để xem nhấc lên nó có ăn dòng không. Từ để xem có lực hút thì nó có ăn dòng không nhá. 24V. Không ăn dòng thêm. Nó vẫn duy trì vậy. Ăn dòng nó thấp nhỉ. Đây này. Rồi, anh quay chưa? Thấy cái đoạn nhấc lên chưa? Rồi, có rồi.